Tôi thay mặt ông bà Dũng Nhung thân sinh ra cháu Hồng, cảm ơn gia đình nhà trai và bạn bè đã tổ chức buổi thành hôn cho hai cháu Thắng Hồng chu đáo, trang trọng, lịch sự. Chắc rằng sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời của các cháu. Thưa các quý ông, quý bà, việc hôn nhân từ khi có xã hội loài người, các cụ ta rất quan trọng. Việc tổ chức công khai mọi người đến hoan hỉ vui mừng chứng kiến cũng là sự nhắc nhở nam nữ kết hôn luôn sống hạnh phúc bền chặt. Nhà nước ta khuyến khích và giáo dục mọi người thực hiện hôn nhân tự do tiến bộ, một vợ một chồng. Do cùng công tác và quá trình tìm hiểu tâm đầu ý hợp, được hai gia đình nhất trí tạo điều kiện làm đầy đủ thủ tục hôn phối lễ nghi đúng pháp luật, đúng tập quán của dân tộc Việt Nam cho hai cháu nay đã nên vợ nên chồng. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho đôi trẻ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Chúc mừng thêm một gia đình mới ra đời. Ông bà ơi, có dâu mới, ông bà Dũng có rể mới. Nên đây xin được nhắc nhủ các cháu, vui duyên mới thì không được quên nhiệm vụ. Những ngày đầu về làm dâu con ông bà Lợi, về làm rể ông bà Dũng thì cũng có rất nhiều khó khăn ở một môi trường mới, cho nên con hiểu con nhớ. Tên nhà thơ Xuân Diệu có nói là nhớ thủa ban đầu dân quốc ấy, khó khăn hồ dễ có ai quên. Các cháu từ những nam nữ đang được sống tự do ngoài công việc không có ràng buộc gì, nay đã thành vợ thành chồng thì phải biết hy sinh một số ham muốn cá nhân, phải thường xuyên giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải luôn luôn biết nhường nhịn, kiên trì, không nóng vội, không gia trưởng, cùng nhau chung sức xây một gia đình hạnh phúc, làm việc luôn chăm chỉ, có trí tuệ, có hiệu quả. Trong cơ chế thị trường hiện nay, phải xa lánh ngoài tệ nạn xã hội, phá vỡ nhanh chóng hạnh phúc gia đình. Vợ chồng sống có chung thủy, ăn tiêu có kế hoạch và sinh đẻ kế hoạch, nuôi con khỏe dạy con ngoan và nuôi dưỡng chúng nên người như cha mẹ, các cháu nuôi dưỡng các cháu. Con người sống có đạo đức, có trí tuệ và có tài năng để đóng góp với xã hội. Ngoài ra, các cháu phải có trách nhiệm với bố mẹ, chăm sóc lúc tuổi già, cháu yêu. Các cháu làm tốt những điều đó thì cha mẹ đôi bên rất vui lòng và tình công gia công giáo ngày càng bền chặt, gia đình hạnh phúc mãi mãi như mùa xuân. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, tôi thay mặt họ nhà gái chúc các cụ chuẩn bị năm mới mạnh khỏe, thêm xuân và gia đình hạnh phúc. Chúc các cháu sống hạnh phúc. Và xin cảm ơn những lời phát biểu của bác rất là nhiều. Và qua những lời phát biểu của bác thì lời đầu tiên bác cũng đã không quên gửi lời cảm ơn tới sự đón tiếp nhiệt tình và đồng hậu của bên gia đình họ nhà trai chúng ta cho chọn cả đôi đường. Và bác có dặn hai cháu rằng quê ta thì đồng trắng nước trong, mà lúa gạo thì ít, rêu phong thì nhiều, nhắc các cháu phải nhớ lấy điều, cùng nhau xây dựng cuộc đời ấm no. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, ngày mà hai bạn trẻ yêu nhau thì hai bạn cũng đã từng có một ước ao rằng ước gì ta được chung nhà, chung cha chung mẹ, chung bà chung ông, ban ngày thì chung việc ngoài đồng, đêm về ta lại chung chiếu, chung giường, chung chăn. Và ước mơ ấy của hai bạn hôm nay đã trở thành hiện thực. Và để đánh dấu mốc sự kiện quan trọng này, và vòng nhẫn cưới nhỏ xinh mà cô dâu và chú rể đang trao tặng cho nhau, đó là minh chứng cho tình yêu và cuộc sống vợ chồng. Và lúc này chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc đang thể hiện rất rõ trên khuôn mặt dạng ngời của cô dâu và chú rể, đúng không? Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật đông nhất, đúng không? Và kính thưa quý vị thân mến,
cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, thì cô rể có nói với cô dâu một câu rất là vui. Chú rể có nói rằng: cổ tay em thì vừa trắng lại vừa tròn, sao vào mắt lạnh như hòn tuyết đông. Đôi ta đã nên vợ nên chồng, duyên trời đã định và từ hồng đã xe. À dạ vâng, và cô dâu cũng nói rằng: nhìn mặt anh ấy đang cười thì em thấy chắc là anh đang rất là vui. Mà anh vui thì em cũng rất là vui. Và hôm nay thì em đã được thỏa ước mơ, và ước mơ sang năm nữa là sẽ có đầu lòng bé trai. Mà cái mồm cái mắt cái tai giống hệt cái thằng bố nó chẳng sai tí nào. Mà thương con ấy thì em mong đến ngày nào học hành đỗ đạt sẽ sớm được vào công an. À dạ vâng, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin chúc cho những ước mơ của cô dâu và chú rể hôm nay sẽ trở thành hiện thực. À dạ vâng, và tiếp tục mời quý vị mời nước mời chầu chung vui với niềm vui niềm hạnh phúc của bên gia đình ngày hôm nay. Và cũng đến với một ca khúc Tình yêu trên dòng sông con họ của bạn Thùy Trang trình bày, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Để tiếp theo chương trình, Huyền Trang xin gửi đến bài hát Tình yêu trên dòng sông con họ.